Sự lợi hại của Mộc này kết hợp các học tủ giấu tiền vô trong các sản phẩm đầu gối mọi người nhá. Đây cho mọi người coi. Đó. Cái giường này là một cái giường tầng, khách hàng đặt Mộc về, anh chị là yêu cầu Mộc là thiết kế một cái hộc tủ giấu tiền vô trong cái giường này. Ở đây Mộc sẽ cho mọi người coi. Đấy. Mọi người có thể để tiền vô trong này rất là nhiều nha. Mà một người bình thường không bao giờ biết được. Đó, một người bình thường không bao giờ biết được. Đó. Cái hộc này mọi người có thể để tiền nha, mà không ai biết. Đó. Còn bình thường nó sẽ là hộc mở ra như thế này. Đó. Mọi người có thể để chăn ghe gối nệm ở trong này. Còn mọi người không thích thì có thể làm một cái hộc tủ để mọi người giấu tiền. Đó. Còn đây là một cái hộc bình thường, nhưng mà cũng thiết kế để giấu tiền. Đó. Mọi người thấy không? Mọi người có thể để giấu tiền vô trong này mà không ai biết nhé mọi người nha. Đó. Đây. Đóng vô cho mọi người coi. Cái hộc này ấy là mọi người. Đấy, đóng vô vậy. Cái hộc này bình thường mọi người thì nó như một cái bậc thang thì mọi người đi lên như thế này thôi. Đấy. Và cái giường này ấy thì nó là loại giường tầng dành cho trẻ em hay là người lớn xài không được, nhưng mà nó là bằng từ gỗ thông và gỗ cao su. Thì cái loại này thì các phần bên ngoài này là gỗ thông hết. Thì cái loại gỗ thông này thì cái tầng trên này nha mọi người, thì nó là ngang 1m4, dài 2m. Còn cái tầng dưới này của nó là 1m6, 2m. Đó. Đó, gỗ thông. Còn đây nó có hai cái hộc này, mọi người có thể để đồ này. Gỗ cao su là phần nào? Cao su là phần đáy này mọi người. Cái tầm bắt ngang này thì mình làm bằng gỗ cao su, còn cái phần còn lại nó là gỗ thông. Và gỗ này là để sấy và xử lý nhé mọi người. Cái hàng này là ở khu làng nghề Mộc, làm công ty để xuất khẩu đi ấy. Đấy. Một cái giường như thế này thì nó là 13.300.000 cho loại này là 1m6 và 1m4. Còn chẳng hạn như mọi người Mộc có cái loại mà tầng dưới là 1m4, tầng trên 1m2 ấy, thì cái loại nó có 11.900.000 thôi. Nhưng mà cái loại này thì khách hàng đặt để thiết kế cái hộc tủ giấu đồ. Thì nên cái giường này, hai cái hộc tủ này Mộc thiết kế cho khách là thêm là 3 triệu ấy, 3 triệu. Tiền công làm cái đấy thêm ấy mọi người. Và trên này nó có một cái tầng để mọi người có thể để sách, để đồ, để chuyện cho mấy bé đọc, hoặc là mọi người có thể đọc cũng được. Đấy. Cái giường như thế này. Cái loại này thang dày của nó cũng là gỗ thông nhé mọi người nha. Gỗ thông này là đã sấy và xử lý mọi người. Xài cái giường này thì nó cũng rất là bền. Nếu mà mọi người xài bình thường ấy thì xài cái giường này khoảng cỡ 25 năm là vô tư. Đấy. Bên mấy cái vát này nó có mấy cái vát này. Đấy. Xuất khẩu làm cũng cứng lắm mọi người nhá. Làm cứng lắm ấy. Nhìn vậy ơi cứng lắm ấy. Để cho mọi người coi. Cứng lắm ấy. Cho con thỏ nhảy cho gãy cái giường đấy con. Đứng nhảy cùng nhịp cầu, cái nhịp cầu này gãy đẹp đấy. Rồi xong chưa? Đây cho mọi người coi một cái giường tầng mà Mộc nói là đứng 3 người ở trên đây được nha. Đấy. Cái giường này ấy thì thường trẻ em làm thôi, nhưng mà Mộc nói là cái giường này là Mộc làm rất là vững chắc. Con thỏ nhảy rồi. Bởi vì 3 người mà cùng nhịp cái giường này thì nó hơi căng, nhưng mà một người nhịp, 2 người đứng lên, vô tư. Mà mình đang đứng lên thang thôi nha. Còn nếu mà mọi người đặt nệm lên ấy thì nó tạo thành một cái mặt phẳng thì nó còn bền hơn nữa. Và đặc thù là cái loại này nó rất là cứng như thế này. Đây cho mọi người coi, Mộc đu lên các than nhỏ luôn này, mọi người thấy không? Nó cũng không có sao đâu nha. Bởi vì Mộc nó là làm vô đúng kỹ thuật của nó rồi. Có các khớp mộng, làm thiết kế xuất khẩu nên rất là vững chắc. Đó, vậy nha mọi người nha.